Hello tất cả mọi người nha, mình là Bill Segu đây. Hiện tại thì cái phần bài của mình đang có đó chính là mốc 2 của 8 bit nha mọi người. Và đi chung với Koki nè, Kayle, Garen và Jesus 1 sao nha. Và tướng đam chính á là con Garen là tướng 2 tiền 1 sao và đang cầm hai cái trang bị lớn nha mọi người. Đó chính là quyền năng khổng lồ và huyết kiếm. Và từ đầu game mới tận bây giờ là mình cũng đang có được một cái lượng máu không phải là quá cao nhưng mà cũng khá là ổn luôn anh em ơi. Ở tầm rau 2.7 như này khi mà đang còn tận 80 máu nha. Nhưng mà cũng khá là xui luôn á, tại vì đầu game đang chủ thua 4 trận liên tục cực kỳ ngon luôn. Nhưng mà cái trận thứ 5 anh em ơi, gặp ngay đúng công kia AFK và thế là mất luôn cái chủ thua nha. Nhưng mà làm sao, xôi ôi level 5 và hơn 60 tiền lãi như này, hết nước chấm chưa. Tại vì lúc đầu game á, ngay từ rau 2.1 là mình cũng đang được một lỡ bạc tích tiền lãi cũng khá là ngon, đó chính là AFK nha. Là level luôn nha mọi người ơi, level 6 nè, khởi đầu game cũng khá là ok đó chưa. Máu nhiều nè, tiền nhiều nè. Đây rồi, kẹp thêm cái Santé vào nha. Và trong trận đấu ngày hôm nay á, hiện tại là mình cũng đang muốn làm một cái form bài meta tướng 3 vàng carry nha mọi người. Nó siêu mạnh luôn, siêu dễ chơi luôn á nha. Và hiệu quả để mà leo rank nha mọi người. Và bài này đang rất là ít người biết luôn á. Đó chính là bài Riven Carry đi chung với Thánh Ra Dễ nha. Trời ơi ông này 2 sao nhiều thế. Có ngựa luôn kìa. Thắng sao nổ anh em ơi. Caro tiếp rồi, Caro tiếp rồi. Cứ thắng sao mà thu như này cay thế nhờ. Ok thu 3 con anh em ơi. Con ngựa nó không có tính nha. Rồi để cùng xem thử cái lõi thứ hai nào. Lõi combat đi mọi người ơi. Là đẹp á. Lõi vàng à. Ba cái lõi này cùi quá anh em ơi. Run thử đi. Mai cà rồng à. Cái này tạm được thôi nha. Tạm được nha mọi người à. Nhận thêm máu, hút máu toàn phần với mỗi 5 máu người chơi đã mất. Sốc điện à. Ui, sốc điện cùi quá cùi luôn á. Thôi lấy cái mai cà rồng nha. Nhận thêm 6 máu và 1% hút máu toàn phần với mỗi 5 máu mình đã mất nha mọi người à. 5 máu linh thú á. Nói chung là mình càng ít máu á thì đội hình của mình nó càng mạnh thôi. Cái này kiểu như là lõi thập tử mà phiên bản rút máu từ từ chứ không phải là xuống còn đút máu mà mới kích hoạt nha. Ok, bỏ Kennen vào. Cái hệ chu đam hay là cái hệ hộ pháp hay là vệ binh nó ngon hơn ta. Nói chung là toàn tướng 1 sao không à. Tầm này là chắc chắn thua luôn rồi đó. Nhưng mà từ từ anh em ơi, tại vì tướng 3 tiền á, mình sẽ phải cần tiếp tục tích tiền và lên tầm level 7 nha để mình roll tiếp nhé. Ông này có form bài level 5 và hơn 50 tiền không phải là quá mạnh nhưng mà ê, thu ít là đẹp luôn á. Ờ cái trận thứ 5 mà mình không thắng là thôi chứ năm ơi, thì chủ thua chắc là phải 8-9 trận liên tục luôn rồi. Và đó chắc chắn rồi sẽ là một lượng tiền lãi rất là lớn. Tại vì từ đầu game mới tận bây giờ, mỗi khi mà mình thua á, mình thua cực kỳ đẹp luôn anh em. Thua mỗi lần có một con, hai con, ba con và nhiều lắm là 4 con luôn á. Nên mình chủ thua cao cao nên còn đóng máu. Chơi khá là dễ. Và chắc chắn rồi nha, trước khi mà mình làm video meta á, thì Nam ơi, hãy đừng quên kéo xuống cái phần bình luận để ghi ở phía dưới á. Mình có để cho mọi người một cái đội hình chuẩn á, để cho anh em cùng xem qua tham khảo á. Và như mình đã nói nha, cái form bài Riven Carry này á, anh em mà muốn chơi nó carry bắt buộc phải có hai điều kiện như sau. Riven này phải là 3 sao, đồ chuẩn, và cái điều quan trọng á, phải là siêu sao Thánh Ra Dễ nha mọi người á. Cho nếu như mà Riven siêu sao mà 8 bit á, thì không có chơi được nha. Tại vì siêu sao mà Riven 8 bit thì nó khá là phế. Phải là Riven siêu sao Thánh Ra Dễ nha mọi người. Thì mới nó mới có tốc đánh nè, nó mới có đam và hút máu toàn phần để mà nó carry được. Cho nếu như mà 8 bit thì lại hơi phế. Trời ơi, ông này có form bài ác quỷ gì. Disco đi chung với Pentakill và có cả tướng 4 tiền carry luôn rồi. Thì vàng thì bỏ. Nói chung là con Riven này á, mình tìm hiểu qua được thì nó đang có một cái combo 3 trang bị đang có tỷ lệ thắng phải gọi là cực kỳ cao luôn. Đó chính là huyết kiếm, quyền năng khổng lồ và một cái khăn giải thuật cơ. Mình thấy á, là những cái vị tướng mà carry đánh gần mà hàng đầu, hàng 1 hoặc là hàng 2 á, thì cái khăn giải thuật gần như là một cái trang bị bắt buộc phải có cho nó luôn. Tại vì nếu như mà đứng hàng đầu mà carry đánh gần nữa mà không có khăn á, bị mấy con tướng kia nó xì tuôn, nó khống chế rồi nó chón rồi nó hất tung các kiểu, nó câm lặng mệt mỏi lắm anh em ơi. Mình nghĩ là còn khăn á, còn huyết kiếm với lại là quyền năng nè,
Đây là hai cái trang bị mà nó vừa cho thêm một lượng đam, một lượng hồi phục ổn, và nó vừa cho thêm gọi là khả năng sống sót ở trong combat nha. Quyền năng thì mọi người đây là một cái trang bị phải gọi là quá quen rồi. Nó cho mọi người giáp và kháng phép, sức mạnh, công kích, pháp thuật đều có cả. Còn cái kiếm này nó sẽ cộng cho mọi người đam vật lý nè, hút máu toàn phần và sẽ tạo ra một lượng giáp rất là lớn, chống sốc đam rất là tốt luôn anh em. Mình nhắc lại nha, combo 3 trang bị đẹp nhất luôn cho Raven đó chính là khăn giải thuật, huyết kiếm và quyền năng khổng lồ. Còn siêu sao của Raven phải là siêu sao thánh ra dễ. Và đầu game mọi người kết hợp đi chung với 5 thánh ra dễ nha. Và roll siêu sao, roll Raven 3 sao ở level 7 là tối thiểu nha mọi người. Xong rồi sau đó anh em sẽ tiếp tục tích tiền lên level 8 và level 9 và kiếm thêm mấy cái vị tướng 4 và 5 tiền thánh ra dễ khác, như là con Viago 4 tiền nè và con Kain tướng 5 tiền nha mọi người, đã kích được một cái form bài đó chính là 7 thánh ra dễ nha. Thì lúc đó thì cái form bài này nó phải gọi là mạnh kinh khủng luôn á. Riven này nó cường hóa mấy cái đòn đánh thường của nó lên đó, nó chọt đau lắm anh em. Mỗi khi mà Riven nó cường hóa cái kỹ năng của nó lên á thì nó chọt đánh thường á không khác gì đang có thêm một cái trang bị lớn, đó chính là Riven mãng xà cả. Nó chọt lan anh em. Rồi còn được cộng thêm đam nữa, chọt đau lắm. Nhưng mà nãy giờ Ron thì có vẻ như khá là xui khi mà Riven nó chưa ra con thứ hai luôn. Và cũng như là chưa có siêu sao tướng 3 tiền Riven luôn mà. Ông này FK nè, chính là cơ hội này lúc đầu game phá cái chủ thua của mình. Nhưng mà bây giờ phải cảm ơn ổng thôi. Chủ thắng hai trận, gỡ quê gỡ lại liền chứ anh em. Rồi nhìn cái ông đồng quê mà nhìn ngán luôn á. Cái con Tamken Kiba sao rất là sớm, đi chung với cái dàn đồng quê full tăng. Nhìn gớm thật sự. Sao level 7 mà toàn ra siêu sao tướng 2-3 tiền khác. Toàn tướng 2 tiền không luôn á anh em. Xui vậy. Roll không được Riven 2 sao là hơi nản kèo luôn á nha. Mình chết sơ qua thì đâu có thấy ai chơi Riven đâu ta. Đây là cái lý do mình nói với mọi người á, là cái firm bài Riven carry này người ta đang ít chơi lắm. Tại vì mấy cái firm bài 1, 2, 3 tiền khác á thì nó hot và nó mạnh hơn một tí thì người ta chắc chắn là sẽ chọn rồi. Còn mấy cái bài mà nó gọi là không hot như này á thì mọi người đừng khinh thường nha, nó vẫn rất là mạnh luôn á. Đây rồi, ôi dồi ôi, nhưng mà Riven siêu sao 8 bit mọi người ơi, lấy là khỏi cái đam chơi luôn á. Ok, lên Riven 2 sao tạm với nha. Lắp đồ luôn cho em nói nha mọi người. Mấy con tướng 1, 2, 3 tiền carry á thì nó còn phải siêu sao chuẩn á thì vào cuối game nó mới không bị thọt đam. Chứ mà siêu sao tào lao rồi vào cuối game bị mang tướng 4 tiền khác nó đập cho u cái đầu. Anh em hỏi mình là có mấy cái firm bài về cây le carry các kiểu không á thì mình vẫn đang tìm hiểu nha. Cây le rồi zone á, mình nghĩ là sẽ có đó. Cây le, zone, olap với lại là lulu á, hồi server bb thì mấy con này nó là một cái vị tướng carry nó cũng rất là hot và cũng mạnh á, nhiều người xài đó. Nhưng mà tại vì nó mạnh quá anh em, Riot fit phải gọi là nớp kinh khủng luôn. Nên về server chính thức thì nó hơi đuối sơ với những cái firm bài khác. Thì mình nghĩ là nó sẽ có meta thôi, nhưng mà không phải là ở phiên bản này. Tại vì ở phiên bản này á, mấy con khác nó đang làm bá chủ quá rồi. Mình nghĩ là ở những cái phiên bản sau thì Riot sẽ nớp lại những cái firm bài đang mạnh và búp lên lại những cái firm bài mà nó yếu á. Thì nó sẽ cân bằng lại nha, và chắc chắn rồi nó sẽ tạo ra những cái firm bài meta mới hoàn toàn. Tiếp tục là một lối vàng anh em ơi. Mình lấy cái hy sinh nha. Được hồi máu khi mà tướng của mình chết cũng được. Ủa có Viago này. Nhưng mà chưa có Riven siêu sao mọi người ơi. Ron coi quá nhờ. Garen 2 sao lưu anh. Ai độ hình gần như là full 2 sao luôn rồi đó. Cố gắng Ron nốt kiếm Zone. Mà được cái sờ cái kiểu 2 sao là đếp máu là ổn luôn đó. Mà tầm ra 4 chấm như thế này mà tướng 3 tiền nó chưa lên được 3 sao nữa, nói chung là cũng hơi trễ rồi đó. Tại vì đây là một cái mùa mà có siêu sao anh em. Cái mùa có siêu sao á thì ở ra 1.4 hoặc là rau 2.1 á, mọi người lên được tướng 1 tiền 3 sao rất là dễ luôn. Chỉ cần anh em hên tí, đánh quá rất tướng nè, xong rồi cửa hàng nó tự ra tướng á, hoặc là có thêm một cái Neko cỡ nhỏ lúc đầu game nó cho anh em mà thôi, chứ nên 3 sao dễ ồm luôn. Trời ơi mà nó chặt kìa anh em ơi. Nhất cái nách chúa.
Trời ơi, nó chém kìa. Nó cường hóa kiếm nó lên, phải gọi là siêu to khổng lồ luôn. Nó chặt, nó chém từng đứa, không trượt phát nào. Khinh thường Riven và cái kết à. Được cái là nó lướt lướt ảo ma lắm bên đây môi. Anh em đừng quên nha, khi mà kết thuật cái tộc hệ mà thánh đại dễ này á, là khi mà thánh đại dễ nó xài kỹ năng nó lướt á, là nó lướt xuống thẳng tên bạn luôn. Lướt ràng sâu luôn. Nên bắt được mang tướng Gary tên bạn khá là dễ nha. Nó có lướt 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 hoài xuống hàng 4 luôn mà. Giống như con Kin vậy á. Ê, Riven 5 con rồi mà chưa ra siêu xa thì hơi ghê đó. Ông này cũng chơi Riven nhưng mà có 1 con à, không có để tâm cho lắm. Cái firm bà này thì mọi người kích cái hệ 8 bit này nói chung là càng sớm là càng tốt. Nhưng mà mình nghĩ là kích tầm rau 2 chấm nó cũng không phải là quá ngon. Tại vì cái này nó cộng dồn đam của mọi người gây được á, tổng đam từ đầu game đến cuối game. Thì đầu game mà một trận mình nghĩ là gây được vài ngàn đam thôi là nhiều lắm luôn rồi đó. Còn ở tầm giữa game và cuối game một trận gây được tầm mấy chục ngàn đam là chuyện hết sức bình thường. Nên đầu game mọi người kích quá sớm ở tầm rau 2 chấm không phải là quá ngon. Tại vì nó tích được ít lắm rồi nè. Mình nghĩ là tầm rau 3 chấm mọi người bắt đầu có là ổn. Tại vì lúc đó là cái cấp độ trung bình đó cũng là level 5, level 6. Ông này mà khô máu level 7 là có luôn á chưa. Ê, mình không biết là cái lõi thăng cấp nhanh rồi có xóa không ta chứ bữa giờ mình chơi không thấy luôn anh em. Nếu như mọi người có bất kỳ một cái thông tin nào về cái lõi đó mà nó bị xóa thì anh em hãy đừng quên bình luận ngay cho mình ở phía dưới nha. Thề luôn, mình chơi chắc là hồi bữa giờ phải mấy chục trận, cái trăm trận luôn rồi đó, mà mình chưa bây giờ thấy được cái lõi thăng cấp nhanh nha mọi người. Từ lõi 1, lõi 2 hay là lõi 3 luôn á. Mình không biết là Riot có xóa hay không á. Thề. Mà cái lõi đó là ở cái mùa này thì rất là quan trọng nha. Tại vì nó sẽ giúp cho mọi người lên được level 10 rất là sớm. Ron tướng 5 tiền bay sao nó cũng dễ hơn. Ê ơi, Riven 7 con nè. Mình không có biết con kia nha mọi người á. Tại vì mình muốn mua siêu sao Riven luôn, lên được 3 sao luôn cho nó lẹ, không có cần phải mua con thứ 7 đâu. Rồi Ron chay mà Riven xém bà luôn á chứ. Nó vô lý thật sự. Ron chay mà Riven xém ba luôn á mọi người. Mình để lại 6 con Riven nữa nha. Mình mua siêu sao là lên được 3 sao luôn. Ông này là KDI. Mình nghĩ là mình thắng được. Đang chủ thắng 5 trận rồi. Tầm này mà thua là hơi lỗ. Riven nó mạnh ác anh em. Thua cũng khó đó. Đấy, lướt và búp dép quá trời luôn nè. Làm sao mà đỡ được. Này Tam Ken. Ok. Có mỗi mình chơi Riven mà Ron khó vậy. Susa bạn ơi. Cái này là mình đang ép Susa luôn á này ơi, mình đang ép nó ra tướng chuẩn cho mình luôn á. Cái này không khác thì đang spam cả. Riven nó ra tiếp kìa, Ron chạy ra tiếp kìa. Cay không? Quá cay luôn á, làm gì được. Cái này mình chơi là không khác gì đang spam cả anh em. Tại vì mình đang ép nó phải ra đúng tướng và là ra đúng siêu sao á. Nó còn nếu như mọi người chơi á thì anh em có thể chơi theo bà mà nó tự ra. Kiểu như là ra trang bị tướng với là lõi như thế nào lúc đầu game á. Anh em có thể chơi theo đó thôi. Ôi ôi, ông này level 8 hơn 50 tiền. Wow, một cái firm bài 4 và 5 tiền đều có cả. Ờ, 5 tiền không có nè mà 4 tiền 2 sao có. Ơ, 5 tiền có con Sona nè. Rồi 4 tiền quá trời. Nhưng mà Riven xin cái tuổi luôn. Ủa Riven nó chén kìa. Nó không có cầm cuồng đao. Nhưng mà đi chung với thánh ra dễ mọi người ơi. Nó chém gọi là hắc sự bích luôn á. Trời ơi Riven Ron chay ra đúng nhiều luôn á. Có kìa anh em. Cứ Ron là ra con Riven nhưng mà siêu sao nó không ra. Cay thật. Nãy giờ chơi chấp siêu sao luôn à. Ây da, khó vậy. Mình còn Riven bay sao để mà snowball tiếp á. Tại vì qua round 5 chấm thì chắc chắn rồi, cái độ hình của mình mà 3 tiền carry nó không lựa được bay sao thì hơi bị thiếu đam. Ồ sợ kế. Và đó là siêu sao Riven thánh ra dễ mọi người ơi. Kích luôn mốc 6 thánh ra dễ nha.
Bây giờ mình chỉ cần tiếp tục lên level và kiếm con King nữa là xong. Kiếm con King nữa bỏ vào là kích luôn là 7 thanh ra dễ. Chém cho chứ. Con Viago này đang khá là yếu so với cái mức 4 tiền của nó nha. Mình thấy là Viago mùa này xuất hiện á, nó cũng chỉ là một cái vị tướng kích hệ thôi á anh em. Yếu cực kỳ. Chưa thấy cái mùa nào mà nó thành một cái vị tướng carry chính cả. Mặc dù đây là một cái mùa 4 tiền mà nó vẫn yếu. Còn cái mùa 5 tiền á, cái mùa mà nó skin mặc định đó anh em ơi, mình quên mất là cái mùa nào rồi. Mùa đó nó cũng yếu luôn. Mặc dù là 5 tiền. Chỗ Riven Bayster nó chém kề level 8 với chúng tôi ạ. À. Đã biết là Riven thánh ra dễ chưa? Anh em muốn xem một cái đồ hình chuẩn á, anh em cứ kéo xuống dưới cái phần bình luận để ghim nha. Ở dưới đó có lên đồ hình á. Không có cần phải ấn lỗi hay là biến hệ nha. Mà bây giờ cái mùa này á, thì kiếm cái con biến hệ trời ơi, nó siêu khó luôn á mọi người ơi. Mình cũng muốn kiếm để làm mấy cái phơm bài nó dị dị, nó ảo ảo cho anh em xem, chứ bây giờ là không có luôn. Anh em để ý đi, ở cái mùa 9 á thì có rất là nhiều những cái phơm bài mà cần ấn, gọi là meta chuẩn luôn á nha, meta hot luôn á nha mà cần ấn. Nhưng mà ở riêng cái mùa 10 này, hiện tại là từ lúc đầu mùa hoặc là cái server BBE đến tận bây giờ luôn á, là chưa có bất kỳ một cái phơm bài meta nào mà nó xuất hiện ấn cả. Tại vì ấn bây giờ không xuất hiện được ở trong lõi luôn á anh em. Bây giờ kiếm khó vực cái rank sao mà người ta chơi được. Chỗ Raven nó bật kiếm là nó chém kìa. Phải đái thì. Chém rồi nè. Level 9 luôn á anh em ơi. Không mà level 9 luôn á. Mình level 7 hơn. Mình tới tận là 2 slot. Nhưng mà mình lấy chất lượng. Mình đè số lượng luôn gì nữa. Ông này thuật sư. Ari, Kathet, 2 sao các kiểu. Ok và đó là level 8 nha. Tỷ lệ ron tướng 5 tiền cái level 8 có là 3% à, hơi thấp một tí. Cái mùa này lên level nó đã khó rồi mà tỷ lệ nó còn giảm nữa chứ. Ron tướng 5 tiền, 4 tiền, 3 sao khó thật sự. Và cái điều khó thứ hai á, nó giảm số lượng tướng nữa. Cái điều khó thứ ba á, là nếu như mọi người giữ 50% số lượng tướng ở trên cùng một cái vị tướng á nha, thì nó sẽ không ron được siêu sao nữa. Không ron được siêu sao luôn mọi người. Mùa này ron khó và lờ ra. Tất cả đều là nhân phẩm. Trời ơi, Kathet, Ari nó gồng, nó hung gió các kiểu mà không mất máu nổ Riven là mọi người hiểu rồi đó. Kathet chém 3 phát, Ari chém 2 phát và đó là bay màu. Xài tiền đi ông ơi, level 8 hơn 50 tiền, sắp đi luôn rồi kìa. Xài tiền vội nha, chứ không kịp xài. Để dành ván sau xài luôn là vừa. Nè, nó chặt kìa. Với lại là mấy cái phơm bài của mình đang chơi này thì mọi người khỏi cần phải lo vào cái độ hiệu quả với lại là sức mạnh của nó khi mà leo rank nha. Tại vì tất cả mấy cái bài meta của mình làm là không phải là mình tự chế đâu nha. Anh em cứ yên tâm mà sử dụng. Cái này tướng 5 tiền không có kin anh em ơi. Hồi nãy đi chợ ra 4 chấm á, thì tướng 5 tiền có kin nhưng mà lúc đó mình lại chưa cần. Bây giờ là không có, lấy cái kiếm cũng được. Con Viago nè, con Zone, con Riven luôn á, nó đều là những cái vị tướng thánh ra dễ mà sát thương vật lý ha. Còn con Kayle thì mình vẫn chưa tìm ra được cái phơm bài nào mà carry cho nó cả. Chắc là vì ở cái phiên bản này á, nó không có quá mạnh anh em ơi. Nó hơi thọt so với những cái phơm bài khác á, chứ mình thấy là kỹ năng của Lulu, của Zone với lại là của Kayle á, nó cũng ra dáng carry đó em. Nhưng mà cái bà kia đang mạnh quá thì phải. Trời, Riven con hết. Riven con hết. Ủa lướt kìa. Lướt ảo luôn anh em ơi. Nó biến ảo luôn mà. Coi lướt ra xong nó chém kìa. Biến ảo luôn mà. Và đó là nguyên sàn. Nãy số chuỗi thắng 11 trận luôn rồi. Còn 4 ông thôi. Ở cái mùa này á, thì mọi người xoay bài với lại là ron tướng nó siêu sao nó sẽ dễ hơn cái mùa 4 một tí. Mùa 4 nó cũng ra cái hệ cái gọi là cái chế độ tinh anh này nha mọi người ơi. Nhưng mà mùa 4 đó là mọi người khi mà giữ tướng
siêu sao á, kiểu kiểu vậy á, thì nó sẽ không ra tướng siêu sao ở trong cửa hàng cho mọi người nữa. Nhưng mà ở mùa 10 này, khi mọi người giữ tướng siêu sao á, thì cứ mỗi 4 lần roll nó vẫn sẽ xuất hiện cho mọi người một cái vị tướng siêu sao ở trong cửa hàng nha. Nên anh em không có cần phải cái kiểu mà bán tướng siêu sao này để mà roll tướng siêu sao khác. Anh em vẫn có thể kiếm được tướng siêu sao khác trong cái lúc mà roll. Nó cũng dễ hơn cho mọi người xây bài với lại là quyết định đội hình đó. Trời, Riven nó chém kìa. Đỡ sao kịp bạn ơi. Là level thôi mọi người ơi. Ok, nổ hũ vàng nè, nice. Rồi nốt anh em ơi, kiếm kin cái đã. Tướng 5 tiền nè. Có Lucian, có Zihin nè, Qiyuna, Viego 2 sao. Cái tướng 5 tiền khác nó ra quá trời luôn á. Đây rồi, và đó là kin anh em ơi. Ngon lành cành đào luôn á chứ. Một cái phơm bài cực kỳ đẹp. 7 thánh ra dễ, biến số Pentakill, 8 bit cuồng nhiệt chu đam và vệ binh nha. Cái cổng của mình đang chơi, mình quên nói với anh em chưa, là hũ vàng nha mọi người. Tới ở round 6.1 á, thì nó sẽ chia đều 120 vàng cho những người còn sống ở trong cái trận đấu này nha. Nói chung là 120 vàng mà chia đều ra cho 4 người thì mỗi người được tầm 30 vàng nha mọi người. Thì nó cũng là một cái lượng tiền khá là lớn luôn á, tầm cuối game như này, giúp cho mọi người lên level với lại là roll tướng nó cũng dễ hơn á. Nếu mà ở round 6.1 như này mà chỉ còn hai ông thôi, mỗi ông tầm 80 máu hoặc là 90 máu rồi đó, thì nó chia đều ra mỗi ông được 60 vàng, hồi roll tướng lên level đẻ tay luôn á. Nhưng mà còn tầm 5-6 ông thì nó chia ra mỗi người được có mười mấy hay là hai mấy vàng à. Ủa sao Zin nó roll quá trời luôn vậy ta. Mình cần cái con Kane 2 sao mà ta. Đây rồi, rồi level 9 mà roll kìa, cũng ok phết nha. Có Kane, có Qiyuna 2 sao luôn anh em. Tướng 5 vàng tầm này nó carry phụ thì hết nước chấm luôn rồi. Ông này level 9 luôn nè. Chém nó. Trời ơi, đi luôn. Ông này sao, sắp đôi không? Ông này gặp bạn ngảo của ông kia anh em ơi. Ông này cũng là level 9 nhưng mà có form bài của ông tướng 5 vàng 2 sao nhiều hơn á. Sona siêu sao thuật sư. Ông này chơi siêu sao dạng hồi máu ha. Cái con Sona đó là mình thấy là cái dạng ngon nhất hiện tại đây là cái dạng siêu sao tốc đánh đó, đó mọi người. Siêu sao hồi máu với lại siêu sao đam thì nó vẫn xài được. Nhưng mà nó sẽ tùy vào trường hợp á. Còn tốc đánh nó tăng liên tục. Búp ác lắm. Ông này còn 13 máu. Đây cái hệ 8 bit của mình nè anh em ơi. Nó đang tích được 214.000 đam từ lúc mình bỏ vào đến tận bây giờ luôn rồi. Và hơn mốc 225.000 đam thì nó cứ cộng thêm đam vào thôi. Đó là lý do tại vì sao con Riven này nó càng đánh lúc về cuối game nó lại càng mạnh như vậy. Nó không có bị thọt đam á. Tại vì cái hệ 8 bit này nó cộng thêm đam mà. Rồi nó chém kìa. Nó chém kìa. 5 tiền. Đó là top 1 luôn. Và ok, GG tất cả mọi người nha. Bye bye. Chào tất cả mọi người nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách thức mọi người có thể mua hàng ở trên website BOCGstore.com của mình. Link của mình đều có để dưới phần mô tả cũng như là phần bình luận rồi nha mọi người. Nhưng mà trước khi mà vào cái phần hướng dẫn thì mình cũng đang muốn giới thiệu tới với mọi người một cái event đang diễn ra ở bên cửa hàng của mình. Đó chính là khi mọi người mua bất kỳ một cái đơn hàng nào trị giá trên 600.000 đồng nha, được tặng kèm thêm một cái vật phẩm trang trí đeo bàn nè, để tủ nè, hoặc là để kệ nha. Đấy, miễn phí luôn nha em ơi. Một cái vật phẩm độc quyền ở bên đó cho chân lý luôn. Đây, kích thước, chất liệu hoặc là công dụng mọi người có thể tham khảo thêm ở đây, và số lượng có hạn nên mọi người hãy nhanh tay lên nào. Và cũng có rất là nhiều anh em hỏi mình là ở trong mùa thu mùa đông này mình có bán thêm áo hoodie, áo sweater hoặc là áo khoác hay không, thì đây mình về thêm một đống hàng mới luôn đây mọi người. Anh em cứ vào mà lựa chọn, giả bộ mình thấy cái này uầy đẹp quá đi thì mình bấm vào đúng không, mình bấm chọn size nè, mình bấm chọn sản phẩm hoặc là số lượng nè, đấy anh em bấm thêm vào giỏ hàng nha. Và sau khi thêm vào giỏ hàng thành công rồi nếu như mọi người muốn mua tiếp thì anh em cứ lướt và anh em cứ thêm vào tiếp thôi, còn không thì anh em cứ bấm vào giỏ hàng nè, anh em bấm tiến hành thanh toán nè,
Và ở đây nó sẽ hiện ra những cái thông tin như là họ và tên các kiểu hoặc là địa chỉ giao hàng á. Mọi người cứ điền đầy đủ cho mình là được rồi ha. Ở đây là thông tin ghi chú nha mọi người. Anh em muốn giao ở thời gian nào, giao ở đâu hoặc là hướng dẫn giao hàng chi tiết á thì anh em cứ bấm ở dưới đây nha. Còn ở trên này nè, nó sẽ là một cái phần quà được tặng kèm theo mỗi khi mọi người mua bất kỳ một cái đơn hàng nào ở bên cửa hàng B&U Store của mình. Anh em cứ nhấp vào đây nha. Nó sẽ có rất là nhiều cái mẫu móc khó luôn, như là Timo Tí Nị nè, Giêsu Chiến Binh Rồng Hàng Hiệu nè, rồi móc khó Irelia Thánh Kiếm Tí Nị nè, vừa mới cập nhật luôn nha mọi người, và cùng hàng loạt những cái mẫu móc khó mới. Đấy, đẹp chưa? Và ở đây nó sẽ có hai hình thức thanh toán nha mọi người. Một là chuyển khoản ngân hàng, còn hai là thanh toán khi nhận hàng nha. Và sau khi mọi người đã đọc hết rồi và đồng ý, anh em cứ bấm vào tích vào ô này nếu bạn đồng ý và bấm đặt hàng thôi. Thế là xong rồi nha. Còn nếu như mọi người muốn tư vấn thêm về size hoặc là mọi người muốn tư vấn thêm về bất kỳ một cái điều gì á, anh em cứ bấm vào cái dấu chat ở phía dưới này nè. Đấy, sẽ có nhân viên của mình trực 24/7 luôn để mà trả lời tất cả mọi thắc mắc của mọi người nhé.